Như anh em cũng có thể nhìn thấy trên màn hình, hiện tại đây là vòng chung kết thứ ba, cái trận thứ ba của chung kết Hoa Sơn Lân Kiếm. Và nhân vật của chúng ta đang là Dương Hiểu Phàm, anh ta một cân hai. Cái nhân vật còn lại đó chính là Bé Khùng, cái team của anh Bé Khùng. Và cái video này đã làm cho tên tuổi của anh Dương Hiểu Phàm nó rất là nổi tiếng nhờ cái pha một BK2 như thế này, cực kỳ kinh khủng luôn anh em ơi. Cái cách BK Hoa Sơn cực kỳ kinh khủng luôn. Video hôm nay mình sẽ nói về anh Dương Hiểu Phàm, một trong những tượng đài đã từng làm mưa làm gió và cũng là một trong những thần tượng của rất là nhiều anh em khi mà chúng ta chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile này. Phải nói là anh này BK cực kỳ ghê luôn nha. Cách build đồ của anh ấy cũng cực kỳ kinh khủng luôn. Và anh em cũng có thể nhìn thấy BK Hoa Sơn quá dữ. Đó, chúng ta sẽ cùng xem tiếp tục cái trận thi đấu này, xem anh ta có thể kết thúc được anh Thuyên bên kia hay không. Đây là những hình ảnh mà mình sưu tầm được ở trên mạng về ngày xưa, những cái bản lực chiến mà từng bước anh Dương Hiểu Phàm đã bung lên, đã cho mọi người thấy được những cái sự bung lực chiến của anh ta. Cái khúc này là anh ta đang đua lực chiến với Tiểu Chân Nữ, đó, hai người cạnh tranh lực chiến cực kỳ ghê luôn. Rồi qua bên đây, một cái giai đoạn mới là có thêm một cái thế lực mới, đó chính là anh H.I. Luban. Đó, anh ta bắt đầu đua top với anh H.I. Luban và đến cái giai đoạn này thì Bé Khùng mới bắt đầu lên tiếng. Anh ta bung lực chiến quá dữ dội luôn. Vậy bây giờ anh Dương Hiểu Phàm, cái hạt Dương Hiểu Phàm đó như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nha. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Hiện tại mình đang có mặt ở bên server S1 và như anh em cũng có thể nhìn thấy, nhân vật Dương Hiểu Phàm của chúng ta đang có lực chiến là 18.600k lực chiến và anh ta đã lên được vô song 3 sao rồi anh em ơi. Rồi ok, coi chính xác anh ta là như thế nào. Anh Dương Hiểu Phàm hiện tại đang là môn phái đoàn thị 165 cấp, hình như là không còn ai chơi cái ạc này nữa rồi anh em ơi, đã thọt một giới hạn cấp rồi. Mới 165 cấp thôi. Máu của anh ta là 813k máu, tấn công là 39k, thể chất là 2k7, sức mạnh là 3k3, nhanh nhẹn là 2k9 và linh hoạt là 2k8. Hiện tại thì anh Dương Hiểu Phàm của chúng ta đang có 1 2 3 4 5 6 7 món cộng 130. Rồi cái áo 127, ngọc bội 26, phù là 28 luôn. Ở vũ khí thì 150 hoàng kim, có 2 dòng màu cam, sức mạnh với lại tấn công. Thì anh em có thể tham khảo cái cách build đồ của anh Dương Hiểu Phàm. Thì mình thấy anh Dương Hiểu Phàm là một trong những người mà build đồ khá là ok luôn á anh em, rất là ok luôn. Cái cách BK của anh này khỏi phải bàn đi ha. Ở cái đá hồn thì có một viên đá hồn hàng vũ cao, còn lại là những viên đá tăng sức mạnh. Có một viên Huyền Thiên Đạo Nhân cao và Địch Nhân Kiệt. Rồi qua cái nón, 160 cấp, 161 cấp, một dòng màu cam là sinh lực cơ bản. Rồi những dòng còn lại anh ta lựa chọn là thể chất nè, nhanh nhẹn nè, linh hoạt nè, tỷ lệ kháng bạo kích, hồi phục sinh lực. Đá hồn thì có một cái là Tần Thủy Hoàng âm cao. Rồi không có cái quỷ cốc tử ha. Anh ta giữ lại cái viên Hoàng Nhân Tương cao. Đó, thêm cái viên nè, Vương Vân Tiêu Chung luôn. Đó. Rồi qua cái dây chuyền. Dây chuyền 152 cấp hoàng kim cộng 130, 2 dòng màu cam, phản đòn cận chiến và sát thương bảo kích. Những cái dòng còn lại là bỏ qua né tránh cơ bản, tỷ lệ bảo kích cơ bản, nhanh nhẹn và sức mạnh. Đá hồn thì đường hiểu cao, một viên Huyền Băng Điêu Hoàng Sơ. Này là không còn trăm mạc nữa rồi anh em ơi. Mình không biết có online hay không nha, nhưng mà mình thấy hết trăm mạc rồi.
bao tay là 163 cấp cộng 130. Có 3 dòng màu tím, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn. Anh ta lựa chọn thêm là miễn sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích, né tránh. Có luôn viên Lý Thiên Mục, Ngưu Dẫn Băng đã lên cao. Rồi, hết. Rồi, qua cái nhẫn. Cái nhẫn 144 cấp quyền kim, cộng 130. Rồi, có 1, 2, 3, 4 dòng màu cam, sức mạnh nè, linh hoạt nè, 150. Rồi, bỏ qua né tránh, tỷ lệ bộ kích, phản đòn cận chiến và né tránh. Anh em có thể nhìn thấy 5 món đồ này, nãy giờ mình thấy build rất là ok luôn nha. Những dòng rất là quan trọng, rất là cần thiết luôn á. Rồi, đá hồn là có đường giãn cao nè, kinh tuyết cao nè. Qua cái áo 155 cấp cộng 127, miễn sát thương bạo kích 75%. Cái dòng này cực kỳ quan trọng luôn. Rồi, thể chất nè, 200 mấy điểm, nhanh nhẹn 1 cam luôn, 247 điểm luôn. Kháng tỷ lệ thuộc tính, kháng tất cả. Ở đá hồn thì Hoàng Nhan Hồng Liệt, chân cao, ở một viên vàng. Cái viên dương đằng này lên chung. Ngọc bội thì 146 cấp cộng 126. Có những dòng như là thể chất, linh hoạt, sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích, bỏ qua né tránh và phản đòn tầm xa. Đây, giữ lại cái viên gia lục sở tài nè anh em. Đó, miễn sát thương bạo kích. Một viên cao, võ tắc thiên, dương. Rồi, qua cái đai bạch kim 157 cấp cộng 130. Né tránh, sinh lực cơ bản, nhanh nhẹn, linh hoạt, thể chất, miễn sát thương bạo kích. Đá hồn thì Tần Thủy Hoàng dương cao, giữ lại đá Lý Điềm Nhi tăng phản đòn tầm xa. Có một viên quỷ cấp tử âm cao, phản đòn miễn thương. Cái phù hiện tại 148 cấp cộng 128. Hiệu suất phục hồi, phản đòn tầm xa, bỏ qua né tránh, thể chất, sát thương bạo kích và nhanh nhẹn. Đó, anh em có thể thấy không? Trời ơi, build quá ghê luôn á. Arc này đến tận bây giờ nếu mà vậy là vẫn còn mạnh luôn á anh em ơi. Vẫn còn mạnh, mình thấy vẫn còn mạnh luôn á. Đá hồn võ thức thiên âm cao, công phượng linh chung. Đá hồn đồ rất là nhiều. Rồi những cái tẩy luyện cực kỳ quan trọng luôn. Rồi cái đôi dài 159 cấp cộng 130. Nhanh nhẹn, thể chất, hiệu suất phục hồi, miễn sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích và sức mạnh. Đó, toàn những dòng chuẩn không á, những dòng quan trọng không á. Rồi có viên ngu cơ thực thế cao nè, đang giữ lại cái viên nạp lâm tìm lẫm. Rồi qua cái này, cái chân nguyên 160 cấp. Những cái dòng mà tiềm năng anh ta sử dụng nè. Rồi, né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản, tỷ lệ bạo kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản. Hiện tại vẫn dùng thiên địa quy tâm. Rồi, con ngựa một sừng. Rồi, những cái trang bị ngựa bậc 7. Có y bậc 6. Ngoại trang đẹp quá nha. Ngoại trang quá đẹp luôn, giống như bạch công tử vậy đó. Rồi, qua đồng hành, con đầu tiên là võ tắc thiên. 4 chiêu màu vàng luôn, ghê vậy. Kỳ tài, thức tỉnh, 4 dòng hoàng mỹ luôn, quá đẹp luôn. 139 cấp. Hiện tại đang là 182k lực chiến. Ủa sao lực chiến thấy thấp với ta. Kiểu này là ngộ vậy. 139 cấp rồi. Hậu chủ là 28/29. Tăng 21% sinh lực hiện tại, 56% miễn sát thương bạo kích, 21% sát thương cuối. Rồi em thứ hai là hạng vũ. Hạng vũ kỳ tài thức tỉnh, 4 dòng hoàng mỹ luôn, trời ghê gớm. Đây, 1 chiêu vàng, 2 chiêu vàng, xóa một hiệu quả tăng ít. Rồi 180k lực chiến. Hậu chủ là 28/29, 21% sát thương cuối, 92% tỷ lệ bổ kích cơ bản và 489 bỏ qua kháng tất cả. Qua anh Hoàng Nhan. Hoàng Nhan kỳ tài thức tỉnh, trời ơi, 3 dòng hoàng mỹ, tưởng thêm giọng nữa, ngon quá trời luôn, quá kinh luôn á. 3 chiêu mùi vàng đây, gà chưa. Rồi, cái này là quân thể kim cang cao. Hiện tại anh ta đang
186 ca lượt chiến. Ủa gì ngộ vậy, khoan để mình xem lại, con này hình như là chưa có cái vũ khí hay gì đó đúng không anh em, chưa có vũ khí vô mạng đúng không, để mình xem con này. À hình như chưa có vũ khí bộ mạng nên là chưa có tăng nhiều. À nếu có vũ khí bộ mạng thì có thể là nó sẽ sáng chói đây nè. Nè em thấy không, hình như là cái con này chưa có vũ khí bộ mạng nên là lực chiến như đây. Bây giờ mình thắc mắc tại sao full up hết trơn luôn rồi, 4 chiêu màu vàng nữa mà anh ta chưa được 187k lực chiến, hay ngộ quá. Rồi qua con quỷ cúc tử, trời ơi gì chơi bét kinh vậy ta. Kỳ tài thức tỉnh, chỉ có cái con hoàng nhan này là có một dòng chất Việt thôi, còn ba con kia là hoàng mỹ hết trơn luôn. Trời đúng ghê luôn á, con này là có 2 chiêu màu vàng đó, quá ghê gớm. Hộ chủ là 27/29, triệt tiêu sát thương cuối 20%, 88% kháng tất cả cơ bản và 234 điểm thời gian kháng thuộc tính của nhân vật, quá ghê luôn. 170k lực chiến, hỏi gì ghê vậy, nhìn nhận bét là đúng chảy nước miếng luôn á anh em, cực kỳ đã luôn. Rồi chúng ta qua kinh mạch, kinh mạch hiện tại là Chu Thiên mát được 4 mạch đầu. À, mạch thứ 5 mới 1/4 thôi, có thể là đang lên mạch 5 rồi, nghỉ luôn á. Rồi kỹ năng mạch 1 là full, mạch 2 full, mạch 3 full, mạch 4 14 và mạch 5 18, quá ghê. Kỹ năng kinh mạch như thế này là quá ghê rồi. Môn khách thì sao, môn khách hiện tại là chưa kích hoạt môn khách nào hết. Thuộc tính tổ hợp, tỷ lệ bộ kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản, kháng tất cả cơ bản, bỏ qua kháng tất cả cơ bản, triệt tiêu sát thương cuối, kháng tỷ lệ thuộc tính, kháng thời gian thuộc tính. Hôm qua có anh em comment vào hỏi tại sao có người không dùng đơn giản như là cao trần cung đó, không có kháng tỷ lệ thuộc tính nè. Thì cái này là tùy mỗi người chơi đồng hành hay là chơi môn khách khác nhau đó, nên là họ có sử dụng hay không, cái đó là do mỗi người đó anh em ơi. Tuyệt học, tuyệt học thì có 2 chiêu, một chiêu là chiêu chỉ nhất dân chỉ, tăng tấn công cơ bản của nhất dân chỉ và xóa lợi ích hoặc khí kình của địch, 84% xóa 2 lợi ích. Tuyệt học ngũ la khinh niên, thi triển ngũ la khinh niên sẽ tăng tấn công của tấn công thường. Rồi bộ, một cái bộ 2 tốc đánh, một cái bộ hút sinh lực 3% và một bộ 7/7, bỏ qua nó tránh cơ bản, kháng tất cả cơ bản và tấn công cơ bản đó. Nhìn chung thì cái nhân vật Dương Hiểu Phàm này đã không còn đầu tư từ 165 luôn. Anh em thấy không, bây giờ 165 mà giới hạn của người ta là 170 mấy rồi, bây giờ là 177 cấp rồi đó. Nhưng mà lực chiến của anh ta vẫn là một cái lực chiến khó có thể nào mà qua được nha, rất là lâu rồi đó anh em thấy không. Một cái nhân vật mà phải nói là khá là tiếc cái ạc Dương Hiểu Phàm này không còn bùng lực chiến được cho anh em xem. Còn video nói về nhân vật Dương Hiểu Phàm đến đây là kết thúc. Nếu mà mình có nói gì mà sai sót hay là trong cái quá trình mà mình truyền đạt ở trong video có gì mà sai sót, anh em nhớ comment phía bên dưới góp ý giúp mình nha. Rồi video sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em ơi, khi mà mình xem video nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em.